đây rồi. Ui ôi, bóng bóng hàng anh em ơi. Đây rồi. Ui ôi, bóng bóng hàng anh em ơi. Ui chết chết, mắc cần anh rồi. Ui mắc cần lớn rồi anh em ơi. Hai cần dòng. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Ê, ui, đóng rồi. Ê, ui, đóng rồi. Xin chào tất cả anh em nhé. Đây cái chỗ câu huyền thoại đang chờ thằng em ra đi câu các bác này. Đây có bờ máng đẹp kinh khủng luôn. Trước em đánh hay đánh ở chỗ này, bây giờ hay đánh ở cái bờ bên này các bác ạ. Đồ nghề đang đứng ở đây. Xe cộ đang buộc chằng chéo anh em ạ. Đúng mồi luôn. Đồ nghề các bác này. Trời nay nắng này câu chắc ok đấy anh em ạ. Mùi ngon, nắng đẹp nữa. Đến địa điểm câu rồi các bác ạ. Nay em sẽ đánh bằng cây cần 10H này các bác nhé. Mấy nữa em sẽ bán cái này. Cây này rất là cứng, rất là đánh rất là phê. Rồi bây giờ em sẽ hôm nay là đánh lục. Lục thảo, lục thảo. Một chuyến đi thì chuẩn rất là nhiều đồ rồi, chuẩn bị rất là kỹ càng anh em ạ. Lâu rồi đánh lục này đánh được anh em xem nó xuống mắt tí nhỉ. Đánh lục cho nó phê quá cơ. Thì tại nọ em đăng ở trên Facebook trên nhóm ấy, mấy anh em thấy đa số là anh em yêu cầu đánh lục. Sẽ đánh lục nha nhé. Lục đầu cần và cần tay. Giết cho nó phê. Đây hôm nay đánh bằng quả phao nhỏ nhỏ anh em nhé. Nọ mới chạy mua kìa. Tâm hồn cần thủ nằm ngọn phao. Luôn luôn đổi ngọn phao mới cho anh em xem nó thích mắt. Do là đánh cần tay nên là cái hạt này là chặn này các bác này. Đánh đây. Nhà hạt chặn này em sẽ cho thấp tận nó dưới này luôn để giật cho có lực. Đấy các bác nhé. Căn hạt chặn nước ở đây thì nói chung là nó cũng sâu. Sâu khoảng 1m đến 1m2 các bác này. Đấy, hạt chặn trên em để cao này. Hạt chặn phần dưới thì thấp hơn một cái này thôi. Đấy em nhé. Đấy ra các bác xem. Anh em nhé, em để hạt chặn nó thấp xuống cái này giật bằng cần tay sẽ có lực hơn. Hạt chặn trên thì để cao một chút thì mình giật một phát nó lên này luôn. Đó, và thầu anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ làm một quả mồi này xuống các bác ơi. Đây anh em nhìn này, mồi phối đánh kiểu mùa đông này rất là chất luôn. Làm một quả này xuống thì đánh thì tuyệt vời không mặt trời. Đây, nó sẽ bóp vào làm hai cục to to anh em nhé. Thả này xuống thì cá vào quên đợi. Mồi phối mùa đông đây. Đánh gần bờ quá ạ. Bây giờ thêm ít chút này anh em cứ đợi. Giữa đây xong bắt đầu mình ném thưa ra ngoài cho cá nó biết hơi nó đến.
một phao xốp này anh em ạ. Đấy, có mấy hạt này nên anh em ạ, cá vào đấy, cá cày đấy anh em. Thảo lắc lắm, đang có hàng nó vào anh em, nó luồn quẩn lắc liên tục. Ôi, bóng ơi, hàng hàng anh em nhìn thấy chưa, đẹp quá, thêm một sợi đi. Đang nhấp xuống anh em. Nó vừa nhấp vào xuống. Nhược điểm là cá nó vào cũng chậm, nhưng mà khi đã vào thì con nào con đấy toàn con to anh em nhé. Thôi này cố bắt cá to đi. Ôi trời ơi.
quả ngon ăn thế xịt nhỉ. Con này có thể của quái nhỉ. Hàng đấy hàng to luôn anh em nhé. Đấy rồi. Ôi. Ôi. Bóng bóng hàng anh em ơi. Đấy rồi. Ôi. Bóng bóng hàng anh em ơi. Ôi. Cái gì mắc cực cơ nào. Ôi mắc cực nữa rồi anh em ơi. Wow. Hai cân xong. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mày ơi. Ui, chép 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 anh em ơi. Chép cụ chép cụ. À. Rồi, đọc lắm. Ôi, đóng cần đơn anh em ơi. Đã quá. Wow. Mày có chạy 10H của tao đấy. Thì tối đến trời. 4 tiếng hồ giờ đâu con anh em ạ. 4 tiếng hồ giờ đâu con này. Chạy đâu con. Phải qua 4 tiếng hồ của em anh em ơi. Từ 9 giờ hơn 1 giờ hơn đâu có chắc.
Ôi, về quá, về quá. Ôi, anh em ơi, cũng không kịp gỡ cần kia ra. Để tí này nó gỡ thôi. Phê phê quá. Mắc mắc không? Anh em ơi, 10H của em này anh em ơi. Quay cũ luôn, cũ luôn. Ôi, chết tôi, chết tắm một tay rồi. Phải dòng nó ra anh em nhé. Đôi dẫy người hát của tao ấy, mày chạy đâu cầm ngoái tay luôn các bác ạ. Đã thế à, nhầm nhìn này, sợ sợ chưa, con này khỏe khỏe lắm. Cần này em chắc chắn các bác là nhấc một phát bổng con này nhưng bao luôn. Phê quá mày. Chép không nhà một phê chưa. Đó vào nhá anh em nhá. Làm đây. Rồi để chiếc máy đây để dao để gọi là. Để chiếc máy này để gọi là nhá. Con này thì không được chạy nữa rồi. Con này không được chạy nữa anh em. Đóng học cần của tao đi. Tiếc là không nhấc cái cần đơn ra nó rối rồi. Anh em đi. Mang cái vật xì đà đi rất là may mắn. Vật xì cũng không bằng đâu. Vật xì bằng đối quá ạ. Thôi 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 nhá. Ôi. Chết rồi anh em ạ. Này nó rút cây khó xúc này. Ok. Thôi 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 thôi. Anh đã bảo mày là thôi. Anh đã bảo mày là thôi cơ mà. Về chưa? Wow, phê chưa anh em ơi. Rồi tí lại tôi ngồi tôi gỡ dây. Thôi được con cá chấp nhận gỡ. Yeah. Đời còn gì tuyệt vời hơn. Em ngồi đúng hơn 4 tiếng này anh em ạ. Từ lúc 9 giờ bây giờ là hơn 1 giờ rồi. Nói nào à, cái này chưa nưỡi cái nưỡi cần cù đơn. Ôi lần sau là chắc đánh ổ đánh nục đánh một cần nục thì các bác ạ. Đơn liếc nằm cho nhỉ. Không được còn chiếc bình nào. Chỉ tổ gỡ dưới đây. Tại này có quả phao đẹp quá đây nè. Mới đóng cả đơn anh em ạ. Em đẹp nhất đêm nay nhá. Em đẹp nhất đêm nay rồi. Đây. Này em mang dọ đi anh em ạ. Béo thế. Đây rồi. Bây giờ con đầu tiên trong dọ. Đấy phê chưa. Wow. Phê chưa anh em ơi. Con này đâu phải 3 cân hơn 3 cân anh em ạ. Đã thế. Này phải hơn 3 cân anh em nhé. Wow. Wow. Đã đây nó sống anh em. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Ơi, công đoạn giữa dây mới là khổ này. Anh em thấy nó dít quả cần 10H phê không? Em nói phê tít mù luôn. Ai da, sợ quá nó đóng bé bét đây anh em này. Ôi bây giờ khả năng là
hò đẹp quá, cái câu đơn anh em ạ. May may là nó cũng không có nhiều nhé. May là trục quả giờ dùng của nó giờ chỉ nó cứ hai cần đơn mà anh em đóng vào với nhau là một khốn nạn rồi đấy, chỉ cắt dây. Những nhà mình vui chung là lúc đang đóng cá thì nó là mỗi nào cắt dây ngay trước đó. Rụt gỡ rụt đấy, thì cái này là nhìn có thể gỡ được, là bắt đầu mới gỡ được. Vậy đã thế. Đấy, anh em thấy bài mồi đánh ok không? Đã bảo rồi, mồi này thì nó cá con cứ phá, nhưng mà cá vào thì nó chậm nhưng mà cá con nó không phá anh em ạ. Nên là khi anh em được thì được hàng rất là to. Em ngồi 4 tiếng rồi, cá con không có nào bảo luôn. Ngồi đúng tiếng 4 tiếng đồng hồ anh em ạ. Một phát ăn hàng ngay. Rồi, gỡ xong rồi anh em ạ. Cuối cùng làm cũng phải cắt hết dây. Dây đỡ phao phía cắt hết rồi, không gỡ nổi. Tay chân đang run vội quá. Rồi, đáp cái cần cố đơn ra anh em nhé. Không đơn biết chỉ cái tầm này nữa này. Lục mà chơi đây, lục mà đóng thôi. Anh em nào muốn sở hữu cái cần tắm hát này liên hệ với em nhé. Số điện thoại em để ở bên dưới đấy. Phải lắm. Đánh tuyệt vời. Mục. Ủa chết rồi, dẫm bẹp quả phao ngon nên dẫm bẹp đó. Cái mục đích là em chơi tay ngắn ấy, là để phô trương cái sức mạnh của cần cho anh em xem. Phô trương sức mạnh đánh ổ xuống phê. Xuống hàng luôn anh em ạ. Ui, tâm trạng lúc này là phê không tưởng tượng là anh em ạ. Đổ lắm hết được clip con chép phê thế. Đã luôn. Rồi ngồi đúng là 4-5 tiếng đồng hồ bây giờ mới được con phê. Phê dã man. Một buổi đi câu hôm nay được một con này là vô cùng ý nghĩa này. Số lần mà anh em đi câu ngoài thiên nhiên được con chép to này là hơi hiếm đấy. Phê dã man luôn. Bây giờ lại bắt đầu có tí gió rồi đấy. Cảm giác đóng cá to nó là đã đời. Không bỏ công ngồi 4 tiếng đồng hồ anh em. Đã rồi. Nhưng mà không bỏ công ngồi 4 tiếng đồng hồ anh em ạ. Cảm giác nó chất. Câu quần cá cảm giác nó chất. Anh em thấy cá này phê hãy like cho em cái nhá. Là nhiệt tình vào. Rô phi cũng bay vào nước. Sợ thật. Wow.
Đóng con trâu phi cũ quá mà bay mặt nước hụt anh em ạ. Ăn ngay như vậy. Phí quá anh em ơi. Đánh ổ phê quá, ăn ngay cái vảy của phi. Của phi to luôn đấy. Còn nếu nó ních ngay vào đuôi, nó không đóng vào bụng tánh, đóng ngay đuôi anh em ạ. Nó hụt. Một cái đóng văn như cong cần xuống tay. Qua các bạn ơi, cống cần rồi, xoay ra đi. Ôi, đóng rồi. Ôi, đóng rồi. Ôi. Ôi, được con đen nhỏ đóng rồi anh em ơi. Chờ thôi. Ôi. Anh em thấy cần khỏe một cần này nó khỏe quá nhá, cái nó bổng nó bay hẳn ra mặt nước. Rách mồm luôn. Đã màn. Đen anh em nhá. Ui, trong đèn cần này nó khỏe quá nhá, phát bỏng bay hẳn mặt nước luôn. Ui, này hụt đã mà. Ui, anh em thấy bài mùa đông này của em đánh ok không? Kinh nghiệm cần này dã man thật, nhấc phát con đấy nhấc bỏng bay hẳn mặt nước luôn. Nó không chế xuống dưới, thành ra nó rách đánh mồm, đóng thẳng mồm rách mồm luôn. Ôi, thu đồ về anh em ơi. Hôm nay thành quả được một em duy nhất. Được mà mấy em nó đóng thì xịt mất. Tiếc quá. Hôm nay đánh cái quả phao hơi xì đa anh em nhé. Đánh cái quả phao đấy, phao nhỏ, thành ra là mình đánh với nó hay bị xịt. Kể ra này đánh phá bầu 20 ngon. Thôi không sao. Này đầm một con tuyệt vời ông mặt trời. Wow. Để mà nến nước múc vào cái thùng đó các bạn nhé. Xíu quá. Để phải cho vào cái thùng này mang cá về nó không chết anh em ạ. Ui. Cho vừa rất là được. Không cần cho nhiều quá. Nó cũng không có bình oxy đấy. Là nó ngạt nó cũng dễ chết. Mấy chục cây số mang cá về vẫn sống như bình thường. Đây thành quả đấy nhá. To dã man một ngàn. Anh em. Ui to dã man một anh em thấy thế nào? Đá chưa? Về chưa? Thôi thu đồ về anh em nhé. Anh em thấy video của em hay hãy like, share, ủng hộ nhiệt tình nhá. Cá khủng, thế quá. Về thôi anh em ạ.